Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch thì đầu năm 2019, Việt Nam sẽ có tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới. Tuyến cáp treo này dài 21 km nối Cát Hải sang đảo Cát Bà của thành phố Hải Phòng. Tập đoàn Sun Group đã được thành phố Hải Phòng giao thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tại đảo Cát Bà. Hiện tại, tập đoàn này đã triển khai một khối lượng công việc khá lớn để thực thi ý tưởng đưa Cát Bà trở thành đảo ngọc với quy mô tầm vóc của một khu du lịch quốc tế. Tuyến cáp treo Cát Bà dài 21 km với 5 ga sẽ là tuyến cáp treo dài nhất thế giới, nối từ Cát Hải sang Cát Bà. Dự kiến sẽ hoàn thành trong 18 tháng tính từ đầu tháng 5 tới. Trong đó, đoạn tuyến cáp treo 3 giây Cát Hải Phú Long có công suất 5.500 khách một giờ sẽ là lớn nhất thế giới. Được biết, để thực hiện tuyến cáp treo này, thì Sun Group đã mời tư vấn quốc tế cùng với đội ngũ cán bộ kỹ sư từng thi công thành công tuyến cáp treo lên đỉnh Phan Xipang, Lào Cai. Cùng với đó, tập đoàn này đang khẩn trương thiết kế và tổ chức thi công sân golf Xuân Đám, lên ý tưởng thực hiện các show trò chơi, nhạc nước và nhiều sản phẩm du lịch khác tại khu trung tâm của đảo Cát Bà nhằm thu hút du khách ngay sau khi tuyến cáp treo đưa vào hoạt động. Dự kiến đến đầu năm 2019, cáp treo sẽ được đưa vào sử dụng cùng với nhiều sản phẩm du lịch mới tại Cát Bà.